Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Hãy mang lấy ách của tôi. Matthew chương 11 từ câu 28 đến câu 30. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Sống làm người ở đời, ai tránh được gánh nặng? Chẳng phải chỉ những người bốc vác ở cảng mới mang gánh nặng. Gánh nặng gắn liền với phận người. Có gánh nặng gia đình, gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng tuổi tác. Có gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng lo âu cho tương lai. Xem ra mỗi người không vác nổi gánh nặng của mình. Ai cũng thấy có lúc cần đến người khác. Đức Giê-xu nhìn thấy những ai đang mang gánh nặng cho thời của Ngài, đặc biệt những kẻ phải giữ chi ly hơn 600 điều luật của phái Pharisêu. Luật Chúa lẽ ra phải đem đến niềm vui và hạnh phúc, thì lại trở thành những gánh nặng chất lên vai người ta. Đức Giê-xu mời đến với Ngài tất cả những ai đang vất vả, tất cả những ai chưa là môn đệ của Ngài. Ngài hứa sẽ cho họ được nghỉ ngơi trong tâm hồn. Sự nghỉ ngơi ở đây chính là sự bình an sâu xa của người được cứu độ, được hưởng các mỗi phút ngay từ bây giờ, và bắt đầu được sống trong ngày Sa-bát vĩnh cửu với Thiên Chúa. Lời mời của Đức Giê-xu lôi kéo những ai vất vả đến với Ngài. Ngài mời họ làm môn đệ và sống theo giáo huấn của Ngài. Trong cựu ước, ách tượng trưng cho luật Thiên Chúa ban cho Mô-xê. Đi theo làm học trò Đức Giê-xu không phải là không có ách. Ách của Đức Giê-xu chính là lời giáo huấn của Ngài. Lời giáo huấn ấy chúng ta đã được nghe trong bài giảng trên núi. Nhiều người không hiểu tại sao Đức Giê-xu lại bảo ách mình êm ái khi mà Ngài đưa ra những đòi hỏi triệt để hơn, tận căn hơn những đòi hỏi của luật được giải thích bởi Mô-xê. Thực ra, sự êm ái nhẹ nhàng không bắt nguồn từ việc được đòi hỏi ít hơn, nhưng đến từ tình yêu của tôi đối với Giê-xu. Bài tin mừng hôm nay có 7 chữ tôi.
Cái tôi hiền hậu và khiêm nhường của Đức Giê-xu thu hút tôi mến Ngài. Chính tình yêu làm cho ách và gánh của Ngài trở nên êm nhẹ. Người ta thấy nặng nề khi bị áp lực phải giữ các luật lệ bên ngoài, nhưng lại dễ làm theo sự thúc đẩy của một tình yêu bên trong, tự do hơn và vui tươi hơn. Đó là điều ta cảm thấy khi sống cho Giê-xu. Vẫn có những tín hữu cảm thấy đạo Công giáo gò bó và bóp nghẹt. Làm sao để việc giữ đạo, theo đạo, sống đạo không trở thành một gánh nặng đè trên người Kitô hữu? Làm sao để chúng ta đơn sơ hơn và hồn nhiên hơn khi đến gặp Giê-xu và tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn mình giữa bao sóng gió? Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã yêu trái đất này và đã sống trọn phận người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và cao cả của phận người. Xin dạy chúng con biết đường lên trời nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu, chúng con thấy mình được thêm sức mạnh để xây dựng trái đất này và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu Thiên Chúa, xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời không làm chúng con quên trời cao, và những vẻ đẹp của trần gian không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện. Ngày 14 tháng 7, Thánh Kateri Tekavitha. Máu các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các thánh. 9 năm sau khi các linh mục dòng tên là cha Isaac Zoges và Jean de Brebeuf bị các thổ dân da đỏ Huron và Iroquois tra tấn cho đến chết, một bé gái đã chào đời gần nơi các vị tử đạo ở Auri Esfin. Cô là thổ dân da đỏ đầu tiên thuộc vùng Bắc Mỹ được phong chân phước. Mẹ cô là một Kitô hữu người Algonquin. Bà đã bị người Iroquois bắt và buộc phải làm vợ của tù trưởng bộ lạc Mohawk, là bộ lạc dũng cảm và tàn bạo nhất trong ngũ quốc. Khi lên 4 tuổi, Kateri mất cha mẹ và cả đứa em trai trong trận dịch đậu mùa mà chính cô cũng bị gần như mù và khuôn mặt bị méo mó. Cô được một người chú đem về nuôi sau khi ông lên kế vị cha cô làm tù trưởng. Ông không thích các tu sĩ áo đen, nhưng ông không thể làm gì được vì một thỏa ước ký kết với Pháp buộc phải có sự hiện diện của tu sĩ trong các làng có người Kitô giáo bị bắt giữ.
Kateri rất thích nghe các vị tu sĩ áo đen giảng thuyết, nhưng chú cô lại sợ rằng cô sẽ theo đạo Công giáo. Thật vậy, khi lên 19 tuổi, sau khi từ chối lời cầu hôn của một thanh niên mô hắc vào Chúa Nhật Phục Sinh, cô đã được rửa tội và lấy tên thánh là Kateri. Bây giờ cô bị đối xử như một người nô lệ. Vì cô không làm việc ngày Chúa Nhật nên cô không được lãnh thực phẩm trong ngày ấy. Đời sống ân sủng của cô gia tăng mau chóng. Cô nói với một vị thừa sai rằng cô thường suy niệm về ơn cao trọng khi được rửa tội. Cô rất cảm kích bởi tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài người, và cô nhìn thấy phẩm giá nơi mỗi một người dân. Cô luôn luôn trong tình trạng nguy hiểm, vì sự trở lại đạo và đời sống thánh thiện của cô đã tạo nên sự chống đối dữ dội. Theo lời khuyên của một linh mục, một đêm kia, cô bỏ trốn và đi bộ 200 dặm đến một làng da đỏ Công giáo ở Saint Louis gần Montreal. Trong 3 năm, Kateri ngày càng thánh thiện dưới sự dẫn dắt của một linh mục và một bà người Iroquois. Cô hiến mình cho Thiên Chúa qua những giờ cầu nguyện, làm việc bác ái và tích cực ăn chay hãm mình. Từ sáng sớm, cô đã đứng chờ nơi cửa nhà thờ để dự lễ lúc 4 giờ sáng và ở lại đó cho đến thánh lễ cuối cùng. Cô đặc biệt sùng kính Thánh Thể và Đức Giê-xu trên thánh giá. Vào năm 23 tuổi, Kateri thề giữ mình đồng trinh. Đó là một hành động bất thường của một phụ nữ da đỏ, là người chỉ sống nhờ vào chồng. Cô lập một cái chòi trong rừng vắng để cầu nguyện hàng ngày và bị gièm pha là để gặp gỡ một người đàn ông. Việc cô thề giữ mình đồng trinh là một hành động theo bản năng, vì cô không biết trong giáo hội có đời sống tu trì dành cho nữ giới, mãi cho đến khi cô đến Montreal. Thấy vậy, cô phấn khởi cùng với hai người bạn định tâm thành lập một tu hội, nhưng vị linh mục địa phương đã ngăn cản cô. Rất khiêm tốn, cô chấp nhận một cuộc sống bình thường mà trong đó cô ăn chay hãm mình một cách khắt khe như thể đền tội cho dân tộc của cô. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1680, cô từ trần vào buổi tối trước thứ năm tuần thánh, mới 24 tuổi. Các nhân chứng cho biết, lúc ấy khuôn mặt hốc hác của cô đổi màu và tươi tắn như một đứa trẻ khỏe mạnh. Các nếp nhăn, ngay cả các vết rỗ trên khuôn mặt cũng biến mất và một nụ cười hé mở trên môi cô. Người da đỏ gọi cô là hoa huệ người mô hắc. Sự ngưỡng mộ Kateri đã giúp hình thành các trung tâm truyền giáo cho người da đỏ ở Hoa Kỳ và Gia Ná Đại. Kateri được phong chân phước năm 1980. Lời bàn: chúng ta thường nghĩ đời sống thánh thiện bị cản trở bởi hoàn cảnh, và ước chi chúng ta có thêm thời giờ riêng tư, ít bị quấy rầy hay chống đối và được khỏe mạnh hơn. Chân phước Kateri đã chứng minh cho thấy sự thánh thiện triển nở trên thập giá ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, Ngài đã có những gì mà mọi Kitô hữu phải cần, đó là sự hỗ trợ của một cộng đoàn. Ngài có một người mẹ tốt lành, có các linh mục tận tình giúp đỡ và các bạn Kitô hữu. Những điều kiện này được gọi là tiên khởi và chỉ sinh kết quả nếu quyết tâm thi hành ba nguyên tắc cổ xưa của Kitô giáo là cầu nguyện, ăn chay và bố thí, kết hợp với Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô và Chúa Thánh Thần,
tự khắc phục con người của mình để vượt qua những đau khổ và sống bác ái đối với anh chị em. Lời trích: tôi không cô đơn vì tôi đã tận hiến cho Đức Giêsu. Ngài là tình yêu duy nhất của tôi. Tôi không sợ tình trạng bơ vơ nghèo nàn vì không lấy chồng. Tất cả những gì tôi cần là một chút thực phẩm và một vài quần áo. Với công việc tay tôi làm ra, tôi sẽ có những gì tôi cần, và những gì còn dư tôi sẽ cho người bà con và người nghèo. Nếu tôi bị bệnh và không thể làm việc được, tôi sẽ trở nên giống Chúa trên thập giá. Ngài sẽ thương xót tôi và giúp đỡ tôi. Tôi biết chắc như thế. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con mở rộng tâm hồn, hân hoan chào đón ngày mới, để kết hiệp với trái tim Chúa. Nơi Ngài, con có thể trút bỏ bao mệt nhọc. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt cho những ai biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa và mong đợi sự cứu rỗi của Ngài. Hãy vui lên và tin tưởng, lạy Chúa, xin Ngài đồng hành cùng con, để con mang hy vọng đó cho những người con gặp. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho những bậc cao niên, để họ luôn biết phó thác sự mệt mỏi của những năm tháng tuổi già trong Đức Kitô. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.